Dạ, xin chào quý vị khán giả đang xem kênh Bagina TV. Dạ, thì hiện tại thì em đang ở Gò Vấp, ở chùa Nghệ Sĩ cũng như là Nghĩa Trang. Thì hôm nay em đến đây để chia sẻ đến quý vị khán giả hình ảnh của cố nghệ sĩ Võ Hoàng Lan. Thì nghệ sĩ Võ Hoàng Lan mất vào đêm mùng 4 Tết do mắc bệnh trong một thời gian rất là dài cả nhà. Thì đây là cái bản cáo phó của cố nghệ sĩ này cả nhà. Đây thì hiện tại bây giờ thì cố nghệ sĩ đã được liệm xong rồi cả nhà. Thì hiện giờ thì nói chung là cố nghệ sĩ cũng mới vừa liệm xong nên là người đến viếng cũng rất là ít. Ở đây thì theo em được biết thì cố nghệ sĩ Hoàng Lan thì cũng không có người thân, chỉ có người em nuôi người bệnh trong cái thời gian vừa qua. Đây cả nhà nhìn cái khung cảnh tại chùa nghệ sĩ ở Gò Vấp nha cả nhà. Đây giờ để em xin bước vào bên trong đây cho cả nhà cùng xem nha. Đây cũng là cái nơi an nghỉ cuối cùng của cố nghệ sĩ Hoàng Lan. Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật thì cố nghệ sĩ cũng đã qua đời vào 11:30 đêm mùng 4 Tết, cũng là mùng 4 Tây luôn cả nhà. Hiện giờ thì theo em được em thấy thì ở đây thì cũng có rất là ít người, chỉ có vài người thôi cả nhà, có vài người thôi cả nhà thấy không, chỉ có vài người, vài người chắc là những cái người mà chăm sóc cho cố nghệ sĩ Hoàng Lan ở đây thôi, chứ em cũng chưa có thấy ai đến viếng. Nếu mà thời gian này thì có thể là tối nay hoặc chiều nay thì đồng nghiệp cũng như là những người mà yêu quý cố nghệ sĩ sẽ đến đây cũng như là thắp cho cố nghệ sĩ một nén hương cuối cùng. Do cố nghệ sĩ cũng không có người thân nhiều nên là trong tang lễ thì không có nhận chấp điếu cả nhà. Cả nhà thấy không, ở đây rất là hiện giờ thì đang rất là vắng vẻ luôn. Bây giờ để em đi một vòng sau này có gì cho cả nhà xem. Đây hôm nay thì cũng còn là ngày Tết, hôm nay thì chỉ mới có mùng 5 Tết thôi nghe cả nhà. Sân khấu là đời nhiều huệ lụy, tu là cội phúc.
dãy dây quang, cả nhà thấy không? Rất là hay cả nhà. Đây chắc là người thân của cố nghệ sĩ Hoàng Lan cả nhà. Thì nghệ sĩ của nghệ sĩ cũng mới vừa mất thôi nên là cũng nhiều khán giả cũng chưa có biết được, nên có thể là chiều nay hoặc là tối nay. Thì hôm nay em đến đây cũng như là cập nhật cái tình hình, cũng như là cập nhật cái bên trong tang lễ của cố nghệ sĩ gửi đến quý vị khán giả. Thì ai có ở gần khu Gò Vấp này thì đến thắp cho cố nghệ sĩ một nén hương, cũng như là đưa cả nhà. Ai không biết đường đi thì cứ bấm là chùa nghệ sĩ Gò Vấp là biết nghe cả nhà. Hiện giờ thì có cháu của cố nghệ sĩ đến đây để thắp cho cố nghệ sĩ một nén hương cả nhà. Chứ nãy giờ thì cũng như là rất là vắng vẻ. Thì trong thời gian này thì cũng rất là vắng, tại vì những khán giả với lại là người thân, người quen của nghệ sĩ đâu như là chưa có hay tin nữa cả nhà. Có thể là chiều nay sẽ rất là đông. Đây là chỉ có mấy người thôi cả nhà. Ở đây là ngay cái ngã ba, rồi đây là con đường số 8 cả nhà, rồi dắp con đường số 8 từ ở ngoài đường Thống Nhất chạy vào Thống Nhất mà Phan Chị á, chạy vào thì gặp con đường số 8 bên tay trái thì là đến chùa nghệ sĩ luôn cả nhà. Nói giờ thì hôm nay thì em xin cập nhật cái tình hình trong tang lễ của cố nghệ sĩ Hoài Lan, người không may mắn đã qua đời vào đêm mùng 4 Tết do mắc bệnh. Cũng sau thời gian dài thì cố nghệ sĩ bây giờ thì cũng đã an nghỉ, thì cũng cầu mong cho
cố nghệ sĩ Hoàng Lan được an nghỉ nơi chính suối. Dạ, em cũng xin tạm dừng clip này ở đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong clip sau nha.